Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, sau nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Hiện tại đã có hơn 20 quốc gia và doanh nghiệp đặt mua kit phát hiện COVID-19 do Việt Nam sản xuất như Iran, Ukraine, Phần Lan và Malaysia. Trước đó, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ sản phẩm xét nghiệm này. Bộ kit là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu và sản xuất. Hiện năng lực sản xuất kit trong nước đạt khoảng 10.000 test một ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên gấp 3 lần.